Từ vựng cực kỳ dễ nhớ trong cái bà. Tiếng Nhật giỏi nha, chắc anh đi Nhật lâu lắm rồi đúng không? Không, em đã đi Nhật bao giờ đâu. Chắc nhiều gái Nhật thích anh lắm nhỉ? Ui, gái Nhật xấu ở xứ. Ai đi thích gái Nhật bao giờ? Anh có hay xem phim sẽ Nhật không? Chưa, em đã xem bao giờ đâu. Thôi được, thích bỏ xử ra lại còn. Nhìn mặt là thấy rồi. Nhìn mặt ông ấy, nó hiện rõ trên khuôn mặt của ông là ông thích luôn. Vâng, thưa các bạn, từ vựng này mình nghĩ là nó cực kỳ dễ nhớ và nó sử dụng trong giao tiếp hội thoại cũng khá là nhiều. Cái này thì nó gọi là quán dụng ngữ. Quán dụng ngữ tức là kan yokugo. Ok. Và nó là kao ni kaite aru. Kao ni kaite aru. Kao là khuôn mặt, còn kaite aru chúng ta đã học ở N4 rồi đúng không ạ? Tức là cái gì sẵn. Nó có sẵn, nó nói về một cái trạng thái gì đó. Kao ni kaite aru tức là nó viết sẵn, viết rõ ở trên mặt. Thì ý nghĩa của từ này đó là gì? Khi mà một việc gì đó ấy, nó quá hiển nhiên rồi, mặc dù là đối phương họ vẫn cố tình giấu giếm, không muốn thể hiện ra, nhưng mà tất cả những cái cử chỉ, điệu bộ của họ nó đã thể hiện rõ trên khuôn mặt, và chúng ta đã biết rõ được cái điều đấy là đối phương có thích, hay là đối phương biết, hay là vân vân. Nói chung là kao ni kaite aru nó diễn tả một cái việc gì đó mà nó đã quá rõ ràng đó, quá là nhận biết rồi, chẳng qua là đối phương có chịu chia sẻ với cả mình hay không thôi. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng cái kan yokugo này, cái quán dụng ngữ này. Nó là kao ni kaite aru. Cái này thì mình nghĩ là sẽ rất dễ nhớ cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì trong tiếng Việt chúng ta cũng sử dụng cái từ này thường xuyên, đúng không ạ? Thôi nhìn mặt mày tao đã biết rồi, nó viết rõ, nó hiện rõ trên khuôn mặt của mày rồi. Thế nên kao ni kaite aru nó sẽ là một từ vựng mà chúng ta rất dễ nhớ và ứng dụng được nhiều trong giao tiếp tại tiếng Nhật. お前ギアちゃんのこと好きでしょ?いや、そんなわけないだろ。え?ギアって男でしょ?Nên sau khi xem xong video này, các bạn cứ thao ứng dụng nhé. Tất nhiên là nó cũng phải đúng hoàn cảnh và đúng ngữ cảnh thì chúng ta mới có thể sử dụng được, chứ không phải các bạn cứ sử dụng bừa phứa. Quan trọng là các bạn xem xong video của mình, nó sẽ nằm trong trí nhớ của bạn, và đến một cái tình huống nào cụ thể chắc chắn là các bạn sẽ nhớ ra thôi. Ok, chúc các bạn học tốt tiếng Nhật và hẹn gặp lại trong các video sắp tới. Bye bye!